Ca sĩ Kim Ngân, một thời vang danh hải ngoại, ngoài 60 thần kinh không ổn định, sống vất vưởng. Sinh năm 1963, Kim Ngân được biết đến là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng, được yêu thích đầu những năm 80. Năm 75, Kim Ngân theo gia đình tới Mỹ định cư và gặp ca nhạc sĩ Trường Hải, được ông nhận làm con nuôi. Lập tức cô được cha nuôi lăng xê và trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Đương thời, Kim Ngân thường được gọi là hoa hậu vì vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ. Ca sĩ Kiều Nga từng nói về nhan sắc Kim Ngân, đến đàn bà con gái cũng phải mê. Ngoài nhan sắc, Kim Ngân còn có phong cách trình diễn sôi động, lôi cuốn và bốc lửa. Kim Ngân nhanh chóng nổi tiếng, có cát xê cao ngất. Thời Hoàng Kim, theo nhiều người trong giới truyền tai, các phòng trà ở hải ngoại bán hết veo như quảng cáo tranh vàng bạc ngoài cửa, bất kể hôm đó Kim Ngân có biểu diễn hay không. Lần đầu tiên tôi nghe Kim Ngân hát ở vũ trường Majestic, bạn gái tôi tên Hoa, vì thế tôi nhìn Kim Ngân chằm chằm và cô ấy làm đổ ly rượu xuống bàn ướt và cầm lấy một cách điên cuồng. Còn tôi thì mãi nhìn Kim Ngân trên sân khấu nên không muốn chạy theo. Người đẹp nóng bỏng bất ngờ, nhạc sĩ Trung Nghĩa từng kể. Năm 83, nhạc sĩ Trường Hải bắt tay sản xuất cuốn băng nhạc Việt đầu tiên mang tên Không, nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín, giao cho Kim Ngân đảm nhiệm. Và rồi ca khúc này đã trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng hơn, ghi nhiều dấu ấn trong dòng nhạc làn sóng mới. Kim Ngân cũng thu được rất nhiều thành công trên sân khấu. Năm 19 tuổi, Kim Ngân kết hôn với ông Tiến Bắc, em trai nghệ sĩ Thanh Lan. Họ có hai cô con gái là Mai Khanh và Thúy Anh. Khoảng năm 85, vợ chồng Kim Ngân thành lập trung tâm ghi âm Kim Ngân. Sau đó họ thành lập một hãng thu âm khác nổi tiếng hơn, lấy tên cô con gái út Thúy Anh. Khi đạt được sự nghiệp huy hoàng rực rỡ, nhưng đôi khi cũng là sự phù phiếm trong sự nghiệp, Kim Ngân dần rơi vào cuộc sống buông thả. Đồng nghiệp cho rằng cô bắt đầu đi muộn, không đúng giờ trong công việc, không chu toàn trong tiền bạc. Điều này khiến cô dần bị đánh mất lòng tin. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô bị dính phải nhiều sự kiện tiêu cực. Các sân khấu hải ngoại né tránh khiến cô dường như biến mất khỏi giới nghệ sĩ và thị trường âm nhạc. Năm 93, Kim Ngân chia tay chồng khi mới 30 tuổi. Chồng cô là người nhận nuôi các con, liên tiếp chịu những biến cố cuộc đời từ đổ vỡ hôn nhân cho đến kinh doanh thua lỗ, phải bán cả hãng đĩa, khiến Kim Ngân sa vào vết trượt dài, quên mình trong hơi thuốc ảo ảnh. Theo tiết lộ của mẹ Kim Ngân, trong thời điểm bà ở Việt Nam, Kim Ngân đi hát ở vũ trường tại Canada và gặp sự cố chứng kiến cảnh đẫm máu. Chính sự kiện này khiến cô sợ hãi và sốc, bệnh tình ngày càng trầm trọng, cô không cho bất kỳ ai tiếp cận kể cả mẹ ruột. Thần kinh và não bộ không thể chịu đựng được những cú sốc khá lớn, cô bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Kim Ngân dần phát điên và không nhớ gì về cuộc đời, sự nghiệp, gia đình của mình. Rồi nữ ca sĩ đầy hào quang một thời trở thành kẻ tâm thần, không nhà cửa, ngày đêm lang thang khắp các nẻo đường ở California để xin ăn. Kim Ngân năm nay gần 60 tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều, với chiếc túi đeo trên vai, hàng ngày lang thang trên con phố như một cuộc dạo chơi vô hồn, vóc dáng gầy gò đen nhẻm, mái tóc bù xù và khuôn mặt nhăn nheo, không ai còn có thể nhận ra được cô ca sĩ quyến rũ ngày nào. Không dừng lại ở đó, cô đôi khi còn chửi bới mọi người vô cớ và tỏ ra hung dữ. Nhiều anh chị em trong nghề rất muốn giúp đỡ Kim Ngân bằng cách đưa cô tới một viện tâm thần hay nhà tình thương nào đó, nhưng cô nhất quyết không chịu, chỉ thích đi lang thang nay đây mai đó. Chính vì vậy mọi người cũng không biết làm gì khác ngoài việc thi thoảng cho Kim Ngân đồ ăn thức uống. Năm 2021-2022, danh hài Thúy Nga từng vướng không ít rắc rối liên quan đến tiền bạc khi cưu mang Kim Ngân. Sau đó Kim Ngân được người thân đón về sống cùng. Tháng 8 năm 2022, trên kênh YouTube cá nhân của danh hài Thúy Nga có đăng tải một clip ghi lại cảnh bất ngờ hội ngộ đàn chị. Xuất hiện trong đoạn clip, Kim Ngân mặc đồ tối màu bên trong, mặc áo khoác da bên ngoài, mái tóc được cắt gọn, nhuộm và uốn xoăn. Khi nữ danh hài đang ngồi ăn trưa cùng một người bạn thì Kim Ngân đi ngang qua tới chào hỏi, khiến Thúy Nga xúc động. Trong đoạn video, Thúy Nga hỏi han về cuộc sống hiện tại của Kim Ngân. Cô hạnh phúc khi biết đàn chị có nơi trốn đi về, không còn ngủ ngoài đường. Thúy Nga không khỏi bất ngờ khi Kim Ngân nhắc tới bé Nguyệt Cát, con gái Thúy Nga. Đồng thời, Kim Ngân bày tỏ mong muốn được về ở với Thúy Nga. Sau khi trò chuyện hỏi thăm sức khỏe, Thúy Nga gửi tặng Kim Ngân một số tiền để chi tiêu và không quên dặn dò, bất cứ khi nào cô muốn gặp, chỉ cần nhắc mọi người để Thúy Nga đến. Chế Linh và một đời riêng tôi. Ở tuổi 82, Chế Linh có lẽ là nam ca nhạc sĩ cao tuổi nhất ra mắt album đĩa than mang tên Một đời riêng tôi, một kỷ lục mà có lẽ khó ai vượt qua. Đĩa than Chế Linh Một đời riêng tôi do Phương Nam Phim phát hành, được bộ đôi nhà sản xuất Thu Lan và Bạch Đông của Trống Đồng Group ấp ủ thực hiện từ trước đại dịch Covid, mãi đến gần giữa năm nay đĩa than này mới phát hành. Đĩa LP Một đời riêng tôi là đĩa nhựa hiếm hoi thứ hai tại Việt Nam, được thực hiện dưới dạng 45 vòng. Sau đĩa nhã của ca sĩ Lân Nhã, khán giả đã quen thuộc với giọng hát Chế Linh có lẽ sẽ thấy thú vị hơn, mới lạ hơn. Ông tỏ ra hào hứng với đĩa than này. Chế Linh cho biết mấy chục năm đi hát của mình lúc nào cũng được yêu cầu hát bolero, cũng thành phố buồn, nên khi bắt tay cùng nhà sản xuất thực hiện LP này, ông yêu cầu ngay là lần này cho tôi hát điều gì đó khác biệt hơn, những bài hát mà tôi hiếm khi nào được hát. Vậy là người ta chọn cho tôi những ca khúc nhạc xưa,
xưa của Ngô Thụy Miên, Trường Sa Phạm Duy, tôi thích lắm. Trước đây thi thoảng trong một số album nhạc ở hải ngoại, Chế Linh cũng có hát một số ca khúc được xem là thuộc dòng nhạc thính phòng. Dấu ấn quá riêng biệt của Chế Linh trong dòng nhạc bolero khi chuyển sang hát dòng nhạc khác là một sự hoán đổi thú vị. Tuy nhiên, người biên tập album Một Đời Riêng Tôi cũng không hẳn là tách Chế Linh ra khỏi sở trường của mình. Ông vẫn thể hiện xen kẽ những bài hát trữ tình, mộng sầu, hận tình, giọt lệ sầu. Nhà sản xuất đĩa nhạc này là Bạch Đông, từng là một kỹ sư âm thanh. Bạch Đông cũng là người thực hiện khâu mix cho LP này. Ông chia sẻ không có nhiều ca sĩ được như anh Chế Linh. Ở tuổi này mà anh ấy vẫn giữ được giọng hát tốt, phong độ không kém gì thời trai trẻ. Làm việc với anh tôi mới thấy khâm phục sức lao động của một người nghệ sĩ thực thụ. Nghe Một Đời Riêng Tôi, người ta chợt nhớ. Thật ra khi khởi nghiệp, ca sĩ Chế Linh không phải đã gắn bó với dòng nhạc bolero. Như rất nhiều ca sĩ cùng thời, Chế Linh không qua một trường lớp nào về âm nhạc. Ông đến với âm nhạc bằng giọng thiên phú, sau đó chăm chỉ tự học sách về dạy sáng tác của Lam Tuyền, Hoàng Thi Thơ, rồi học ở các đàn anh, các nghệ sĩ đi trước như Duy Khánh, Hùng Cường, Châu Kỳ, Thu Hồ, Mạnh Phát. Trước kia Chế Linh từng hát theo trường phái nhạc thính phòng của các ngôi sao thời bấy giờ. Bài tủ của ông là Em Tôi, Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa. Ông từng hài hước nói rằng nếu nhạc thính phòng là để cho nhà giàu thì mình tìm nhà trung lưu, bình dân để hát phục vụ. Sau một thời gian suy nghĩ cân nhắc, Chế Linh đã bỏ hẳn dòng nhạc thính phòng để theo hướng khác. Và kết quả như khán giả yêu nhạc đã biết, Chế Linh là người mở ra trường phái mới cho dòng nhạc trữ tình, chú trọng vào việc nhấn nhá luyến láy từng nốt rất đặc trưng của dòng nhạc này. Mà sau ông, rất nhiều ca sĩ đã đi theo trường phái Chế Linh cho đến tận bây giờ, xem ông như là trưởng môn. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, Chế Linh từng thu âm trên dưới 80 album riêng và chung, bao gồm từ băng cassette, CD, LP về các nữ ca sĩ kỳ cựu của dòng nhạc trữ tình như Thanh Tuyền, Phương Dung, Phượng Mai, Hương Lan, trở thành một trong số ít nam ca sĩ của dòng nhạc bolero được mời thu âm băng đĩa nhiều nhất. Chế Linh có một phòng thu riêng ở phía sau nhà ông tại nơi sinh sống ở Toronto, Canada. Chế Linh cho biết ông đã thu sẵn được mấy trăm bài hát để chuẩn bị, để dành cho những ngày mình không hát nổi. LP Một Đời Riêng Tôi cũng được thực hiện thu âm tại studio này. Với ông, phòng thu không chỉ phục vụ cho riêng mình, dù không mở trường nhạc, nhưng Chế Linh đã có tâm nguyện nơi đây là chỗ cho các bạn trẻ gốc Việt yêu nhạc tới học thu thanh, phục vụ hoàn toàn miễn phí. Ca sĩ Chế Linh còn được hát. Ở tuổi 80, nghệ sĩ Chế Linh nói biết ơn vì còn sức khỏe, còn cơ hội hát và gặp gỡ khán giả trong show tối 17 tháng 9. Live show bài ca kỷ niệm diễn ra tại Cung Hữu Nghị Việt Xô với hơn 1.000 khán giả lấp kín các ghế ngồi. Chế Linh bước ra sân khấu với bộ vest trắng, thể hiện nhạc phẩm Qua Cơn Mê Trịnh Lâm Ngân trong những tràng pháo tay hò reo của người hâm mộ. Nghệ sĩ cho biết trước kia mỗi năm về nước 2 lần, nhưng do dịch bệnh 3 năm rồi ông mới được quay về. Ông nói, con nhỏ Covid này nó dữ quá, mới 19 tuổi mà nó làm điêu đứng toàn thế giới. Tôi sợ nó còn hơn sợ vợ tôi nữa. Chế Linh cho rằng ở tuổi 80, ông không biết mình còn bao nhiêu cơ hội để hát cho khán giả. Vì vậy hiện tại khi vẫn còn sung sức, ông muốn biểu diễn để đáp lại sự yêu thương của người hâm mộ. Bây giờ tuổi đã lớn rồi, nhưng hình hài còn dễ coi, tiếng hát vẫn còn nghe được là niềm hạnh phúc lớn. Tạ ơn trời đất cho tôi sức khỏe để đứng đây hát, nói chuyện với mọi người. Ông nói, nghệ sĩ dẫn dắt khán giả trở về với những kỷ niệm qua những bản tình ca quen thuộc. Trong tiếng kèn saxophone, Chế Linh hát những ca khúc làm nên tên tuổi như Xin Làm Người Xa Lạ, Tú Nhi, Xót Xa, Tô Thanh Tùng, Thói Đời, Trúc Phương, Một Lần Cuối, Hoàng Thi Thơ, vân vân. Mỗi nhạc phẩm kể một câu chuyện tình, có thể là đẹp nhưng dang dở, có khi đau khổ, trắc trở. Trong 60 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì có khán giả đồng cảm, yêu mến. Họ lớn lên cùng những ca khúc và già đi theo năm tháng cùng tôi. Ông nói, người xem cổ vũ Chế Linh qua từng tiết mục. Suốt chương trình, hát gần 20 ca khúc trong hơn 2 tiếng đồng hồ, đôi chỗ Chế Linh hụt hơi, chênh phô. Tuy nhiên ông nhanh chóng lấy lại phong độ khi thể hiện loạt nhạc phẩm của Tú Nhi, đoạn Tái Bút, đoạn Buồn Cho Tôi, đoạn Cuối Cho Tình Yêu. Ông nói nó gắn liền với những đoạn đường đời của mình. Tiếng hát của ông như thủ thỉ tâm tình, đôi khi ông ngâm thơ dạo đầu. Ở bài 10 năm tình cũ Trần Quảng Nam, Chế Linh hát ra diết, lột tả được những day dứt tiếc nuối về tình yêu không trọn vẹn. Hai khách mời Lệ Quyên, Sơn Tuyền giúp đêm nhạc thêm màu sắc. Chế Linh song ca với Lệ Quyên, Ai Cho Tôi Tình Yêu, ca khúc về nỗi lòng người đang khao khát tình yêu nhưng chẳng biết tìm nơi đâu. Cả hai hát nhẹ nhàng, nâng đỡ nhau, tựa kể chuyện tâm tình. Lệ Quyên nói hạnh phúc nhưng run rẩy khi đứng chung sân khấu với một tượng đài lớn về thể loại bolero. Từ thuở mới lớn, cô đã nghe tiếng hát của ông qua băng đĩa và ngưỡng mộ cho đến bây giờ. Khi nghe ca sĩ gọi mình bằng chú, Chế Linh dí dỏm đề nghị đổi bằng anh bởi nghệ sĩ là không có tuổi, chọc cười khán giả. Sau đó ông xin vài phút giải lao nhường chỗ cho đàn em. Lệ Quyên cho biết dù theo đuổi dòng nhạc bolero hơn 10 năm, nhưng khi đứng trước những người hâm mộ trung thành của Chế Linh, cô vẫn lo lắng, sợ làm không tốt. Cô thể hiện loạt nhạc phẩm Không Bao Giờ Quên Anh, Tình Lỡ, Kiếp Nghèo, Tình Đời, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ.
Trí Linh và Sơn Tuyền còn song ca, con đường xưa em đi, mai lỡ hai mình xa nhau, con đường mang em đi. Họ nhiều lần trao nhau cử chỉ thân mật, ăn ý trong từng lời hát. Khi trình diễn mai lỡ hai mình xa nhau, Trí Linh cho biết nhạc phẩm được ông viết về cô gái tên Mai, tóc dài, có tính cách dễ thương mà ông từng yêu. Năm xưa cả hai vô tình gặp nhau trong một lần trú mưa ở góc phố Sài Gòn. Ca sĩ Sơn Tuyền sau đó biểu diễn loạt ca khúc Sầu Lẻ Bóng Hai, Nhớ Nhau Hoài, Phận Tơ Tằm. Ông Trường Thu 67 tuổi, Hai Bà Trưng nói xúc động khi được nghe thần tượng biểu diễn trực tiếp. Tôi đã nghe ông hát từ những năm 70, tôi mê giọng hát truyền cảm, có hồn trong từng ca từ của ông với loạt tác phẩm bất hủ như Thành Phố Buồn, Tình Lẻ Đêm Buồn, Tình Bơ Vơ. Nghệ sĩ 80 tuổi rồi, tôi không biết còn bao nhiêu dịp được nghe ông hát, nên khi biết tin có chương trình, tôi và vợ đã mua vé đến thưởng thức. Khán giả nói, Trí Linh sinh năm 1942 ở Ninh Thuận, là người Việt gốc Chăm. Ông là một trong những giọng ca vàng nổi tiếng từ thập niên 60. Bên cạnh Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường, ngoài ca hát ông còn sáng tác với bút danh Tú Nhi, Lưu Trần Lê với các nhạc phẩm như Đêm Buồn, Tình Lẻ, Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau. Ông kết hôn với bà Vương Nga năm 75 sau khi đã trải qua ba đời vợ. Trí Linh danh ca làng nhạc Bolero có cuộc sống ra sao ở tuổi 82? Trí Linh được khán giả yêu mến bởi giọng hát dày và ấm trong làng nhạc Bolero. Ông có sức cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật. Dù đã qua tuổi 80, Trí Linh vẫn nhận show đi hát. Trí Linh sinh năm 42, nổi danh với những ca khúc nhạc Bolero. Tới nay dù đã 82 tuổi, nhưng giọng hát rất riêng biệt của ông vẫn được nhiều người yêu quý. Có thể kể đến những tác phẩm mang đậm dấu ấn của ông như Mùa Xuân Của Mẹ, Hoa Trinh Nữ, Đoạn Buồn Cho Tôi, 10 năm tình cũ. Giọng hát Trí Linh dễ nghe, dễ đi vào lòng người. Ông từng được xếp vào hàng tứ trụ nhạc vàng. Ở tuổi 82, ông vẫn khỏe mạnh, phong độ. Các đêm diễn của Trí Linh trong hay ngoài nước, khán giả vẫn đến xem đông. Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Trí Linh vô cùng đặc biệt. Trí Linh lấy người vợ đầu tiên khi mới 21 tuổi, rồi chia tay. Những lần hôn nhân tiếp theo cũng để lại cho ông nhiều nỗi buồn. Sau vấp ngã trong tình duyên, Trí Linh tìm niềm vui trong âm nhạc và tự cân bằng cuộc sống. Mỗi chuyến lưu diễn, Trí Linh thường kết hợp du lịch. Về chuyện tình cảm, may mắn ông gặp được người vợ thứ tư, tâm lý và yêu thương chồng con. Ở tuổi xế chiều, Trí Linh vẫn cưng chiều vợ hết mực. Trí Linh nói vui, mình lớn tuổi rồi chẳng biết sẽ vấp ngã lúc nào, còn bà xã ở nhà cũng chẳng làm gì, vì thế hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Ông tiết lộ vợ cũng là người tay hòm chìa khóa giúp ông quản lý tài chính, vun vén cuộc sống chung. Trí Linh tâm sự, ông biết ơn vì bà xã đã dành trọn tình yêu và hy sinh cho chồng.